Kiên Quay Lóc xin kính chào cô chú anh chị ha. Một buổi tối hôm nay Thanh Kiên có dịp đi ở ngã tư Bình Chuẩn, thì Thanh Kiên tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem từ ngã tư Bình Chuẩn về tới phường Tân Vĩnh Hiệp ha cô chú anh chị. Thì buổi tối cô chú anh chị hơi dội ánh đèn, thì mong cô chú anh chị và các bạn cũng thông cảm cho Thanh Kiên. Với lại Thanh Kiên đi xe máy cô chú anh chị, nên nhiều khi phim ảnh nó ra hơi bị dằn, hơi gùng lắc tí xíu. Cô chú anh chị cũng thông cảm bỏ qua cho Thanh Kiên. Thì Thanh Kiên mới tập lại YouTube đó cô chú anh chị, nên cũng không gặp gì bên YouTube mấy. Thì đường xá hơi đông đúc đó cô chú anh chị. Đường xá ban đêm rất đẹp thật cô chú anh chị. Ở đây là hướng từ Bình Chuẩn mình về phường Tân Vĩnh Hiệp đó cô chú anh chị. Thì do ban đêm đó cô chú anh chị, với lại Thanh Kiên đi xe máy, Thanh Kiên quay nó hơi gung gắt tí xíu, thì mong cô chú anh chị cũng thông cảm bỏ qua cho Thanh Kiên. Đường xá ban đêm rất là đẹp các cô chú anh chị, đi rất là thông thoáng. Thì trên đường này cô chú anh chị, Thanh Kiên cũng có chia sẻ cho cô chú anh chị xem vào một buổi chiều rồi đó. Thì hôm nay Thanh Kiên có dịp đi ngang, Thanh Kiên tiếp tục chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình xem. Thì Thanh Kiên cũng đi sắp tới chợ Tân Phước Khánh mình rồi đó cô chú anh chị. Trước mặt Thanh Kiên là đèn xanh đèn đỏ, ngã ba Đại Chiến Thắng cô chú anh chị. Thì do ban đêm cô chú anh chị, thì ánh đèn hơi dội tí xíu, mong cô chú anh chị cũng thông cảm và bỏ qua cho Thanh Kiên. Yêu thương Thanh Kiên, cho Thanh Kiên xin một lượt đăng ký, một dòng comment góp ý, cũng như người chú anh chị yêu thương em những tình yêu thương, Thanh Kiên rất quý và yêu mến cô chú anh chị và các bạn. Thì ở ngã ba này cô chú anh chị có ba hướng đi, đi thẳng thì mình về phường Tân Vĩnh Hiệp, còn mình kẻ tay trái thì về tay phải thì mình về chợ Vị Hảo, Tân Hạnh Nguyên hay cô chú anh chị. Thì do Thanh Kiên đi xe máy cô chú anh chị, điện thoại Thanh Kiên cầm thì hơi rung lắc tí xíu, mong cô chú anh chị và các bạn cùng bỏ qua cho Thanh Kiên. Thì hiện tại Thanh Kiên cũng đi bắt đầu tới chợ Tân Khánh rồi đó cô chú anh chị. Thì Thanh Kiên dạo một vòng trong chợ Tân Khánh chia sẻ lại khoảnh khắc cho cô chú anh chị mình xem chợ Tân Phước Khánh mình ban đêm coi buôn bán còn buôn bán không ha cô chú anh chị. Chợ Tân Phước Khánh cô chú anh chị, thì giờ này bà con cô bác mình cũng đang nghỉ buôn bán rồi cô chú anh chị. Trung tâm chợ luôn cô chú anh chị. Thì giờ này trong chợ mình đóng cửa nghỉ hết rồi cô chú anh chị ơi. Thì Thanh Kiên quay giờ này tầm cũng 9 giờ rồi cô chú anh chị. Đây là những nhà hàng buôn bán đồ rất là hợp giá cả nha cô chú anh chị. Đây buôn bán cả thâu đêm luôn cô chú anh chị. Ở đây là chợ Tân Phước Khánh mình buôn bán thâu đêm luôn. Hướng này mình về ngã ba Bình Chuẩn ha cô chú anh chị. Đây Diệp Xin. Còn anh Kiên đi hướng này để về chợ về phường Tân Vĩnh Hiệp mình. Thì ở đây mình buôn bán đó cô chú anh chị, quán ăn quán ít đồ bán thâu đêm luôn đó cô chú anh chị. Chỉ có bán đồ dùng gia dụng mình đó, thì bán giờ này người ta đóng cửa, người ta nghỉ hết rồi. Thì cầu này là cầu Tân Phước Khánh mình đó cô chú anh chị. Thanh Kiên cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị xem ban ngày rồi, thì hôm nay Thanh Kiên chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình xem ban đêm. Thì ở đây cô chú anh chị,
những gian hàng buôn bán những công thức đó cô chú anh chị. Thì ở đây Thanh Kiên cũng có chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem rồi. Thì hôm nay Thanh Kiên có dịp đi lại, Thanh Kiên chia sẻ lại cho cô chú anh chị mình xem giao cảnh ban đêm ha. Ở đây là ngã ba Góc Gòn đó cô chú anh chị, mình về thành phố mới luôn. Thì Thanh Kiên tiếp tục đi thẳng ha cô chú anh chị. Đây là những gian hàng còn thức và buôn bán đó cô chú anh chị. Dạ thì Thanh Kiên đó cô chú anh chị, chuyên chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem trên đường phố những khu du lịch vui chơi giải trí. Mong cô chú anh chị yêu thương em cũng như yêu thương những anh YouTube nổi tiếng. Em thì mới chơi YouTube nên em không có gặp nhiều YouTube, thì cô chú anh chị yêu thương em để lại cho em một dòng comment góp ý để cho Thanh Kiên tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem đường phố ha cô chú anh chị. Thanh Kiên rảnh thì Thanh Kiên đi quay những cảnh đồng quê và khu du lịch vui chơi giải trí cho cô chú anh chị mình xem đỡ buồn những lúc mình đi làm mệt mỏi ha cô chú anh chị. Thanh Kiên rất yêu quý cô chú anh chị nhiều. Thì cảnh ban đêm á cô chú anh chị nhìn thấy hôm nay trời thì đẹp đẽ, đẹp trời nè, không khí thoáng mát nè, trong lành nè, nhìn thấy rất là yên bình ha cô chú anh chị. Dạ thì trước mặt Thanh Kiên á cô chú anh chị cũng là tới phường Tân Vĩnh Hiệp mình rồi, thì Thanh Kiên xin tạm dừng kết thúc những video clip của Thanh Kiên tại đây ha cô chú anh chị vào buổi tối. Hôm nay Thanh Kiên chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem từ ngã tư Bình Chánh đi về tới phường Tân Vĩnh Hiệp ha cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị yêu thương em, cho em xin một lượt đăng ký và một dòng comment góp ý. Thanh Kiên xin chúc cô chú anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc và luôn luôn hạnh phúc trong tình cảm gia đình thân yêu của mình ha. Thanh Kiên xin chào tạm biệt, hẹn cô chú anh chị gặp lại những video tiếp sau của Thanh Kiên. Đây cô chú, đây là phường Tân Vĩnh Hiệp.